Các trường học Hà Tĩnh đồng loạt sát khuẩn, sẵn sàng đón hơn 48.000 học sinh theo tinh thần văn bản số 1097 áp nhân dân VX của áp nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ngày mai 2 tháng 3, hơn 48.000 học sinh ở 56 trường trung học phổ thông, trường liên cấp và các trung tâm GD tuyển có học sinh trung học phổ thông sẽ đi học trở lại. Các cơ sở giáo dục đã đồng loạt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Tại trường trung học phổ thông Mai Thúc Loan Lộc Hà với sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện. Việc phun tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh lần thứ ba đã được thực hiện ngay từ ngày 29 tháng 2. Hoạt động tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp cũng đã được các thầy cô giáo, học sinh thực hiện nghiêm túc. Thầy Lê Viết Lượng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Mai Thúc Loan cho biết. Hiện, chúng tôi đã lắp đặt thêm bồn rửa tay cho học sinh giáo viên tại tất cả các dãy nhà học bổ sung xà phòng, nước rửa tay, mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo để đón hơn 1.400 học sinh trở lại trường. Tại trường Trung học Phổ thông Cẩm Bình Cẩm Xuyên, từ ngày 29 tháng 2 đến 1 tháng 3, các giáo viên và học sinh đã tập trung lau dọn toàn bộ khuôn viên sân trường. Cầu thang, các phòng học, phòng, chức năng, 40 bồn rửa tay được đặt ở các dãy nhà học, nhà vệ sinh học sinh. Giáo viên cũng đã được trang bị bổ sung xà phòng dung dịch rửa tay sát khuẩn mỗi phòng học cũng được trang bị dung dịch rửa tay khô thầy trần xuân thắng bí thư đoàn trường trung học phổ thông cẩm bình cho biết chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của ngành trong công tác chủ động phòng chống dịch ngoài nhiệt kế điện tử trường chuẩn bị để đo thân nhiệt cho giáo viên học sinh chúng tôi cũng đã chỉ đạo mỗi học sinh cố gắng tự sắm cho mình một nhiệt kế riêng việc theo dõi tình hình sức khỏe và đo thân nhiệt không chỉ thực hiện khi đến trường và kết thúc mỗi buổi học mà sẽ được thực hiện thường xuyên ngay trong từng lớp học. Ngày mai, gần 1.800 học sinh trường trung học phổ thông kỳ anh trở lại học tập. Nên công tác vệ sinh trường lớp cũng được các giáo viên, học sinh triển khai khẩn trương. Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, hiệu trưởng trường trung học phổ thông kỳ anh cho biết. Từ sự chủ động trong công tác pha chế dung dịch sát khuẩn. Nên hiện, tại trường chúng tôi đã có 250 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ cho học sinh, giáo viên. Ngoài trang bị dung dịch sát khuẩn cho các lớp, đặt tại các bồn rửa tay, trường cũng sẽ đặt một số bàn ngay tại cổng trường để các em sử dụng ngay khi vào trường hoặc khi ra về, việc phun tiêu độc khử trùng đã có kế hoạch và dự kiến mỗi tuần phun một lần, thêm, vào đó, công tác tuyên truyền cho học sinh trên các phương tiện vẫn tiếp tục được duy trì thường xuyên. Dù việc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hà Tĩnh đang được các ngành, chức năng thực hiện tốt, nhưng với tinh thần không chủ quan, và mong muốn tạo môi trường an toàn khi các cơ sở giáo dục tiếp tục việc dạy học công tác tuyên truyền vẫn được các trường học đặt lên hàng đầu thầy trần trọng bằng phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông lý chính thắng hương sơn cho biết song song với các hoạt động vệ sinh trường lớp chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho học sinh qua loa của trường pano áp phích nhắc nhở trong từng giờ học ngoài ra trường cũng quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của sở giáo dục và đội tuyển đó là không tổ chức các hoạt động có quy mô toàn trường Tại thị xã Hồng Lĩnh, Trung tâm Y tế dự phòng đã chủ động phối hợp với các tổ trước phun 40 lít hóa chất khử trùng trong các lớp học. Hành lang, khuôn viên trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh, Trung học phổ thông Hồng Lam và Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh. Trung tâm Y tế dự phòng còn phối hợp với các trường lập kế hoạch hướng dẫn cụ thể cho học sinh cách đeo khẩu trang đúng cách tránh đến chỗ đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Các trường cũng chủ động lau chùi bàn ghế, phun và chuẩn bị nước rửa tay, khẩu trang, máy đo thân nhiệt trước khi đón học sinh trở lại trường. Đồng thời, sẽ thống kê, theo dõi sát các học sinh đã đi du lịch trong thời gian nghỉ học vừa qua, tiếp tục chủ động trong việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức như sinh hoạt đầu tuần. Đầu ngày, phát tờ rơi, treo pano áp phích với nội dung về phòng ngừa dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 cho học sinh. Việc thực hiện tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đội tuyển đang được các nhà trường, các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc bài bản, tinh thần chống dịch như chống giặc, đang trở thành ý thức tự giác của mỗi giáo viên. Học sinh dù cho Hà Tĩnh đang là địa phương an toàn trước dịch bệnh COVID-19. Anh thư thu hằng, nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.